Tây Tiến của Quang Dũng, đề thứ nhất. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, xài khao sương lấp đoàn quân ngoài, mường lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc hiểu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống ngời trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên xuống mũ bỏ quên đời, chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp sôi. Trích Tây Tiến, Quang Dũng. Phân tích vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người lính của đoạn thơ trên, từ đó nhận xét về bút pháp lãng mạn được thể hiện qua bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Mở bài, ta cần giới thiệu, Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài. Ông không chỉ làm thơ viết văn, mà còn vẽ tranh, soạn nhạc. Nhưng thành công hơn cả là lĩnh vực thi ca, với hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng, tài hoa. Tây Tiến là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Quang Dũng. Bài thơ được viết năm 1948, lúc đầu có tên là Nhớ Tây Tiến. Đoạn thơ mở đầu đã thể hiện rõ nhất hoặc là rõ nét nhất hình tượng thiên nhiên Tây Bắc và người lính Tây Tiến, đồng thời còn làm nổi bật phong cách thơ Quang Dũng, một hồn thơ lãng mạn. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, ba chấm, Mai Châu mùa em thơm nếp sôi. Phần thân bài, ta cần phân tích được các ý sau. Thứ nhất, phân tích khung cảnh thiên nhiên miền Tây Bắc và hình ảnh người lính Tây Tiến. Bài thơ mở đầu bằng nỗi nhớ bao trùm cả không gian và thời gian. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Nhớ về Tây Tiến, Quang Dũng nhớ về con sông Mã, người bạn chiến đấu, chứng kiến bao nỗi vui buồn, hy sinh, mất mát của đời chiến binh. Kiểu câu cảm thán kết hợp với thán từ ơi, như một tiếng vọng của nỗi nhớ ngàn trùng và không thể kìm nén được nữa. Quang Dũng đã bật lên thành một tiếng gọi thổn thức thân thương, Tây Tiến ơi. Nói, nhớ thôi, dường như chưa đủ, nên vần thơ điệp lại, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Nhạc nhấn mạnh, khắc sâu nỗi nhớ, từ lấy chơi vơi rất sáng tạo, góp phần diễn tả cảm giác nỗi nhớ, mênh mông, da diết, ám ảnh, cảm giác, cảm xúc. Ta có thể bổ sung vào sau chữ cảm trên màn hình. Xin cảm ơn. Bằng bút pháp hiện thực kết hợp với lãng mạn, Quang Dũng đã khắc họa bức tranh thiên nhiên miền Tây Bắc với vẻ đẹp vừa hoang sơ hùng vĩ dữ dội, vừa thơ mộng trữ tình. Cái hùng vĩ của thiên nhiên được thể hiện qua câu thơ Sải Khao sương lấp đoàn quân mỏi. Địa danh Sải Khao tạo ấn tượng về sự xa xôi heo hút hoang vu bí ẩn của những vùng đất lạ, chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách ý chí của con người. Sương mù là nét thiên nhiên đặc trưng của chốn núi rừng, cả đất trời Tây Bắc bao bọc trong màn sương dày đặc. Sương còn tạo ra cái giá lạnh, rét buốt như sao hàn cắt vào da thịt con người. Như dao giờ ao dao cắt vào da thịt con người. Trong sương mù giá lạnh ấy, sương che lấp cả đoàn quân, chữ mỏi nói lên bao gian khó mà người lính Tây Tiến phải trải qua. Thiên nhiên không chỉ gợi sự hoang vu uất dã, mà đường đi với núi đèo cũng rất quanh co hiểm trở, dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống ngời trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Các từ lấy dầu giá trị tạo hình, dốc, khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút, kết hợp với nhiều thanh chắc đã tạo ra sự hiểm trở, trùng điệp, độ cao ngất của núi đèo vùng Tây Bắc. Hình ảnh súng người trời là một hình ảnh nhân hóa thật thú vị, vừa tả độ cao của núi, của dốc, như cao đến tận trời, vừa thể hiện nét tinh nghịch của người lính. Câu thơ ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống sử dụng phép đối
Cách ngắt nhịp 4, 3 thể hiện sự đứt gãy của địa hình. Nhìn lên cao chót vót, nhìn xuống sâu thăm thẳm. Đây là kiểu câu thơ miêu tả rất thật con đường hành quân gian khổ của người lính Tây Tiến. Không chỉ vậy, thiên nhiên Tây Bắc còn là một thế giới hoang vu với rừng thiêng, nước độc, đầy thú dữ. Chiều chiều, oai linh, thác, gầm, thét, đêm đêm, mường hịch, cọp, trêu người. Cái hoang vu của núi rừng được tác giả khắc họa theo chiều thời gian. Tiếng thác gầm thét mỗi buổi chiều, tiếng cọp trêu người đêm lại đêm. Âm thanh nào cũng gây rợn, nhấn mạnh vẻ bí hiểm, dữ dội, hoang dã, chứa đầy nguy hiểm. Cái chết luôn luôn rình rập, đe dọa người lính của vùng núi rừng miền Tây Bắc Tổ quốc. Hình ảnh cọp trêu người ấy còn thể hiện tinh thần lạc quan, lãng mạn, coi thường hiểm nguy của người lính Tây Tiến. Phép nhân hóa trong chỗ này, nó có một cái gì đó rất hóm hình trong cách nghĩ của người lính. Bên cạnh đó, thiên nhiên Tây Bắc còn là một thế giới thơ mộng, trữ tình. Mường lát hoa về trong đêm hơi, cảnh về khuya phủ đầy hơi sương giá lạnh, nhưng lại hé mở tâm hồn lạc quan, lãng mạn của các chàng trai Tây Tiến khi bắt gặp cảnh hoa nở giữa rừng trong đêm. Câu thơ "Nhà ai pha luông mưa xa khơi" sử dụng toàn thanh bằng, gợi cảm giác nhẹ nhàng sau chặng đường hành quân mệt mỏi. Người lính dừng chân bên dốc núi, phóng tầm mắt ra xa, thấy cảnh mịt mù sương rừng mưa núi, những ngôi nhà bồng bềnh như đang trôi giữa biển khơi. Đó là lúc họ tận hưởng cái cảm giác bình yên, lãng mạn bên núi rừng. Thiên nhiên dữ dội và khắc nghiệt như vậy khiến cho người lính càng nổi bật hơn, hình ảnh, hình tượng người lính càng nổi bật hơn. Người lính phải vượt qua cảnh đèo dốc nguy hiểm đầy đe dọa, xài khao xương lấp đoàn quân mỏi. Họ còn phải đối mặt với cả cái chết, anh bạn dãi dầu, không bước nữa, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Trên đường hành quân, nhiều người lính đã lần lượt ngã xuống vì đói, rét, ốm đau. Các hình ảnh không bước nữa, bỏ quên đời là cách nói giảm, nói tránh. Ba chữ bỏ quên đời thể hiện sự ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, a ngờ, an nhờ, an nhằm hình nhạc. Nhẹ nhàng, khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ với Tổ quốc. Đoạn thơ kết thúc bằng hai câu thơ ấm áp tình quân dân. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Sau chặng hành quân mệt mỏi, người lính Tây Tiến quây quần bên bếp lửa. Những bát xôi nghi ngút khói, hương lúa nếp ngày mùa được trao từ tay các cô gái, làm ấm lòng người chiến sĩ, xua tan vẻ mệt mỏi. Mùa em là từ ngữ độc đáo, ô cờ ốc độc đáo, đã được lược bớt ư ơ cờ ước, lược bớt quan hệ từ, làm cho ý thơ trở nên tình tứ thiết tha. Về nghệ thuật, ta cần nói được với hệ thống từ ngữ độc đáo giàu giá trị tạo hình và gợi cảm, các biện pháp tu từ cùng kết hợp với cảm hứng hiện thực và lãng mạn, ngòi bút tài hoa của Quang Dũng đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên cái nền cảnh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội, mỹ lệ. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp, lãng mạn, đậm chất bi tráng sẽ mãi còn hấp dẫn mọi thế hệ. Phần nhận xét về cảm hứng lãng mạn của đoạn thơ theo yêu cầu của đề bài, ta cần làm được như sau. 14 câu thơ đọc, Quang Dũng đã dựng lại cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ dữ dội trong nỗi nhớ miên man. Đoàn quân Tây Tiến đã vượt qua những chặng đường dài gian khổ, có mất mát, hy sinh, nhưng vẫn ánh lên niềm tin, nét trẻ trung, kiêu dũng. Điều làm nên giá trị của đoạn thơ chính là cảm hứng lãng mạn, cảm hứng ấy được thể hiện ở cái tôi tràn đầy tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Nó phát huy cao độ trí tưởng tượng, sử dụng nhiều biện pháp tu từ để tô đậm cái phi thường, tạo ấn tượng mạnh mẽ về cái hùng vĩ, tuyệt mỹ của núi rừng miền Tây Bắc Tổ quốc. Bức chân dung kiêu hùng của người lính Tây Tiến, sự hoang dại bí ẩn của núi rừng và những hình ảnh ấm áp thơ mộng, cảnh đêm liên hoan, cảnh sông nước như được phủ lên màn sương huyền thoại. Phần kết bài, cần nói được bằng cái nhìn tài hoa, bút pháp lãng mạn, hình ảnh thơ sáng tạo,
mang sắc thái thẩm mỹ phong phú, ngôn ngữ thơ đa phong cách, có kết hợp từ độc đáo tên địa danh, vừa cụ thể vừa xác thực, vừa gợi cảm vừa lạ lẫm. Giọng điệu thì khi tha thiết bồi hồi, khi hồn nhiên vui tươi, khi bâng khuâng man mác, khi trang trọng trầm lắng. Chỉ với 14 câu đầu cô đọng, nhưng thiên nhiên Tây Bắc cũng như hình ảnh đoàn quân Tây Tiến đã hiện ra khắc sâu vào lòng người đọc. Đó là một thiên nhiên hào hùng, và trên phông nền thiên nhiên ấy, những người lính Tây Tiến hiện lên vừa hào hùng lại vừa pha chút trẻ trung tinh nghịch của những chàng trai trẻ Hà Thành. Một thời Tây Tiến đã qua, nhưng những kỷ niệm ấy không thể nào xóa nhòa. Thanh Tùng diễn đọc, vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.